Thôi, xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem con máy 70 các bạn ơi. Con này Kubota 70. Cái lô này cắt hai con nha các bạn. Hai con máy 70 nha. Đây em tài xế ra hốt bụi rồi. Em này lấy bao rồi. Rồi bắt đầu cắt bao lên hết rồi. Bao lên bắt đầu cắt tiếp luôn các bạn. Hai cái máy kéo thì đậu ở đây các bạn, đậu ở đây đặt mát. Bốn anh em. Đây thì bên đây hai anh nha. Đây anh nữa, còn đây anh thì hai cây máy kéo thì bốn anh. Rồi con đây chiếc nữa, nó ra sàn da nữa. Rồi giờ con máy kéo này nó ra nó kéo, còn xe máy cắt nó chạy tới luôn rồi các bạn. Con này chắc trẻ giữa hay gì chạy qua đây chạy 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 không rồi, không có trẻ chạy không rồi, chạy lên đầu dạt rồi các bạn, chạy lên đầu dạt chạy không rồi. Rồi, con máy của này, con máy của em tài xế các bạn ạ. Em là chạy rất là đỉnh luôn nha các bạn.
để bao gà các bạn. Đem bao ra bắt đầu là ship bao lên lên máy nha các bạn. Con này nó không có cắt cái đầu vạc nữa các bạn, nó chạy thẳng lại luôn, chạy xong chạy thẳng lại đầu vạc cắt luôn. Con máy của anh tài xế mập rồi, còn con máy của em tài xế thì vẫn cắt đầu vạc nha. Con này chắc cỡ 3 lớp á, 3 lớp. Rồi, con máy của em tài xế này đang chạy dây xuống các bạn. Giờ con máy của tài xế mập này chạy cho vô nè các bạn. Rồi giờ con máy này nó chạy vô tới đây các bạn. Chở vô mà hết thấy tài xế hết thấy đường chạy luôn.
rồi mình xin kết thúc video các bạn ơi. Các bạn quay video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích kênh máy cắt lúa em, hãy cho em xin một like và đăng ký anh chị ạ. Em có cái động lực làm những video tiếp theo ha.